khu bên đây là chuẩn bị xây tiếp nè, đất trống là người ta sẽ xây lên, mà người ta biết được cái vùng đất này là phân lô được. Trong cái hẻm trong này mà cũng có nhà thuốc nữa ha. Thì đấy, người ta khi ông vua lên bắt đầu người ta lại kinh doanh lên, bỏ ra mặt tiền đấy. Hơn tỷ đấy. Đóng khóa cửa nè. Có nghĩa là người ta đã mua cả cái vùng đất này luôn rồi. Khu này giống như khu mới vậy đó. Khu mới đấy, anh ở đây thì anh nói là khu Hùng Tết đấy đấy. Mới xây khu Hùng Tết này. Khi mà đặt một cái lên mỏng là bác lên mạng nó tra. Mà là xây theo kiểu nhà liền kề. Giấy phép là xây giấy phép liền kề. Vô trong cái bên trong đó là nhà hẻm. Quê là coi như là cũng hết thành quê rồi. Người ta xây cái này là kiểu dành cho dân của khu công nghiệp đó. Nhà cho thuê mặt tiền. Tuy rằng là 4 hectare rộng đó nhá, 4 mẫu nhưng mà xung quanh nhà đúng kè nhà, tiếng nhà. Có nghĩa là bao quanh là khu dân cư hết rồi, cư hết mọi thứ tại khu Đức mà nó yên tĩnh hơn nhà rộng quanh. Tại khu này là bước ra ngoài là vẫn còn nó ngay ngoài lỗ kia bắt đầu nó còn bố ấp 2 cũng lớn ha. Cái này là cái ấp 2. Vì là cái khu ấp 2 này là có người ta mua sạch rồi. Không biết đất của dân hồi xưa là thì thế nào ha. Chắc người ta cũng thu hồi hết. Thank you.
100% là phải hiếu bắt tiền là chỉ mấy vô đây là 300 mấy. Đây này không có cái này không có màu cái lan can chỉ ở thôi. Giờ này 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Khoảng 7 mét hơn. Ở nhà này khoảng 7 mét. Chiều sâu 1, 2, 3, 4, 5, 3 mét, 3 mét ngang. 7 mét sau. Tầng này bên này có lan can, bên này có lan can thì khoảng chắc 8 mét 9 mét, bên này thì không có lan can thì khoảng 7 mét đáng cỡ đó. Đường đi giống gì là đất còn chủ đất lớn á, người ta chưa có chi lô. Ví dụ như mà không cần đâu đó, người ta bán cái miếng đất không, mình mua miếng đất mình có tiền á. Nhà dòng sau này là có định xuống dưới đây không thầy? Sau này nhà dòng có định xuống dưới đây không? Đang đứng đấy, còn anh đi, muốn đông là cũng mở lại đây nè. Ví dụ như có đất mua trước đất cũng được. Nhiều khi mình không thích cái cách xây nhà thì mình mua miếng đất. Dạ. Ví dụ như kiếm cái nhà mà nhà giống như mấy nhà dân này người ta bán cũng được nè.
mấy nhà mà đó, mấy nhà người ta bán kiểu vậy nè. Đây kia cũng nhà nghỉ đấy, đây có nhà nghỉ đó, đấy đường cũng vô đấy, đấy nhà nghỉ đấy, đấy đấy đấy. Đất đất dài nha, những cái lối mà lên thành phố cái là bên chỗ này đất lắm ấy. Tôi muốn nói ở đây mới Tân An, ở Long An là cái chỗ này mới Tân An mà. Nhiều lắm, hôm bữa anh đi mà đi là nhiều cái chỗ cái khu